Em chào cả nhà Yolan nhé. Hôm nay em lại tiếp tục một số mặt hàng các bác nhé. Đây em lên đơn, đây là hình đầu tiên hoàng nhạn. Đây mấy cây đơn này rất là đẹp luôn. Đây một này, cả nhạn cả trâu nha. Hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy kìa. Cho toàn đẹp luôn các bác nhé. Và tám này. Đó, đơn này em bán giá là 220k. Đây là hình đầu tiên cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Tiếp tục là hình thứ hai là cây trâu rất là to, cây lá mít nha. Bản lá từ đây qua kia phải tầm 5 cây. 2, 4, phải tầm 60 nhé. 60cm này. Đây, lá mít bản lá rất là to luôn. Cây này là 1, 2, 3 cặp lá. Cây này lá bên này là bị con trồn bay nó ăn nha. Con trồn bay nó ăn miếng lá này thôi nha các bác nhé. Nó bị con trồn bay ăn ở trong rừng rồi. Nhưng mà còn lại lá rất là đẹp luôn. Cây bình thường cực kỳ to luôn này. Cây to này. Mình là lấy cây này em để giá 400k nhé. Đây là lô thứ hai này. Tiếp tục thứ hai, thứ ba. Ra và cho rời. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 11 cây. Đó, đơn này bán giá là 200k 11 cây. Hình số 3 nha. Hình số 4 là hoàng nhạn này. 1 2 3 4 5 6 7 8 này. 9 này. 10 11 12 13 14, 14 cây hoàng nhạn rồi. Đó, rất là đẹp. Đơn này bán giá 200k. Hình số 4 nhé. Hình số 5 này. Số 5 hoàng nhạn nguyên bản 1 này. Cúc 2 cây luôn. Thứ 2 này. Thứ 3 này. Và thứ 4 này. Và đơn thứ 5 nha. Đơn cực kỳ đẹp. Đơn rất là đẹp, 200k. Hình số 5 nhé. Và hình số 6 các bác nhé. Hình số 6 này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này, 6 này, 7 này và 8 cây. 8 cây hoàng nhạn này. Đơn này bán giá là 200k. 200k cả nhạn cả trâu nha. Đây là hình số 6. Hình số 7 này. Số 7 có cây hoàng nhạn cực kỳ to và đẹp luôn. Đây, cây này rất là mập luôn này. Cây thân to nhá. Cây này là 1, 2, 3, 4. 4 cặp rưỡi lá này. Cây này cực kỳ đẹp luôn các bác nhé, cây to này. Bữa nào lấy cây này em để giá là 250k này. Cây rất là đẹp luôn này. Đó, rất là mập, cây to nha. Đó. Đây, hình số 7, hình số 8, hình nhạn cây to. 1 này, 2 này, 3 này và 4. 4 cây hình nhạn to như thế này. Đây này về cho các bác ngắm chơi hoa thôi. Đây, chờ đợi hoa thôi. 300k này, hình số 8. Hình số 9 cũng vậy. Số 9 này, 1 này. Toàn cây đẹp luôn. 2 này. 3 này. Và 4 nhá. Đó, hai cây rất là mập. Đây này, 300k tiếp nhá. 300k tiếp này. Hình số 9, hình số 10. Số 10 này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5, 6 này, 7 này, 8, 9, 9 khúc này. Đơn này bán giá 250k nha. Rất là nhiều luôn. Nhiều luôn các bác nhé. Đây là hình số 10. 11 nha. 11 này. 1 này, 1 gốc 2 cây. Thứ hai này, cái thứ ba này và cái thứ tư. 4 cây, 5 cây to ngang nhau rất là đẹp. Đây này bán giá 250k tiếp nha. Đó, là hình 12 là hình cuối cùng của hôm nay. Là trâu này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đó, cây lá mít rất là đẹp luôn. 6 này và 7 này.
Đó, đơn này em bán giá là 220k. Hình cuối cùng của hôm nay nhé. Đó, hôm nay em có một số mặt hàng đấy thôi. Nếu nào mà chốt thì các bác cứ gọi điện về theo số của em các bác nhé. Bây giờ tất cả các bác chúc các bác buổi trưa vui vẻ nhé.